các bạn em đã quay trở lại với kênh Kiếm TV của mình nha Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người hai web đầu tư rút mới nha mọi người nha Running không ngày, Running ngày 22 tháng 8 nha mọi người nha Thì nếu mọi người xem clip clip này được tầm 4 đến 5 ngày rồi thì mọi người không nên đầu tư nữa nha Vì khi lúc đấy mọi người đầu tư thì mọi người có thể lỗ nha mọi người nha Thì đây là hai trang web group tự động đầu tư nha mọi người nha Thì nó sẽ có lợi nhuận là 1, 11% cho tới 15% hàng ngày Đó hai con web nha mọi người nha và chính hai con web này chính là giao diện nó rất là quen thuộc luôn cùng một tên miền của con hãng rất là uy tín nha mọi người nha thì đây số liệu thống kê của nó nha mọi người nha khi một người đầu tư vào đây là ở à đây nó đang tốc tốc độ đào nha mọi người nha và nếu một người đầu tư lớn ở đây nếu một người đầu tư 10.000 giúp vào đây thì mỗi thu nhập hàng ngày của người là sẽ là 11 16,5 phần mỗi ngày nha mọi người nha thì đây là cái trình giao diện của con web này ra không ngày nha mọi người nha thì để chơi được con web này mình sẽ để link con web hai con web này dưới phần mô tả bình luận cho là muốn đầu tư của mình để kiếm lời nha thì lợi nhuận trên này sẽ là 200 phần trăm tới 300 phần trăm nếu bạn chơi ngay từ đầu ấy thì lợi nhuận của bạn sẽ khoảng là tầm 200 nha trăm người nha kiểu gì cũng có lãi luôn vì con này nó sẽ chạy rất là lâu tầm khoảng 10 đến 15 ngày đó thì mọi người sẽ có lãi nha mọi người nha thì các cái dạng web này mình chơi thì mình toàn được lãi được tầm 200 thôi thế nên là đang muốn đầu tư của mình thì có thể tham gia nha thì để tham gia bạn tiến hành đi địa chỉ ví mọi người vào đây thôi để chỉ ví PO của mọi người nha mỗi phần để đến này để chúng ta đăng nhập vào con web nha đó thì anh vào giao diện đăng nhập này thì uh, khi bạn vào, vào thì nó sẽ cho bạn một tốc độ đào free là không phải ba giúp hàng ngày nha mọi người nha đó nếu mọi người à uh, à uh, free thì mọi người sẽ mất thời gian uh, rất là lâu con này chủ yếu ta đầu tư nha mọi người nha thì để đầu tư thì bạn phần uh, thúc giục cái này, này bên chữ bên này cạnh này bạn phần chữ màu đen này bạn phần đầu tư này thì bạn tên nạp tiền đây nha mọi người nha và số tiền tối thiểu là đây là 10 giúp này thì mình sẽ đầu tư và thử vào đây là xem là 100 giúp thì mình sẽ được bao nhiêu nha tốc độ đào nha nếu người đầu tư vào đây 100 giúp thì mỗi ngày thì mọi người sẽ nhận ngay là 15 giúp 15 phần trăm mỗi ngày nha mọi người nha và tầm 10 ngày thì mọi người đã được lãi rồi nha mọi người nha và các cái dòng web này kiểu gì cũng chạy được trên 15 hoặc 20 ngày nha mọi người nha thì mọi người có thể yên tâm đầu tư vào rồi bạn đã phần tiến hành kiểm tra này để ta nó sẽ đưa mọi người tới giao diện của PE thôi thì mọi người sẽ xác nhận gửi tiền vào đây nha mọi người nha rồi sau khi người đầu tư đây nó có chữ là giao dịch thành công nha mọi người nha đó bây giờ sẽ quay lại phần buồn này thì do mình khá là ít vốn mình chưa kiểm rút vốn về mình đầu tư rất là nhiều trong web rồi mình mình rất là ít vốn thì mình sẽ lúc sau thì mình sẽ tiến hành rút vào đây mình sẽ rút về thì mình sẽ đầu tư thêm nha mọi người nha dưới đây là dạng đầu tư khá là tốt cho mọi người vì nếu mình đầu tư đến 30 giúp thì mỗi ngày mình sẽ được ngay là 4,8 giúp nha mọi người nha đó là là 15% mỗi ngày cực kỳ là ok luôn và các cái dạng web của này thì mọi người nên đầu tư khoảng tầm 2 nghìn giúp đổi lại thôi thì nó sẽ uy tín và an toàn cho mọi người Nếu mà mình sợ mọi người gửi nhiều quá nó có thể là bị khóa nick mọi người vào nha thì mọi người nên gửi khoảng tầm 2.000 rút đổ về và để rút được tiền bạn sẽ ở phần sưu tầm này bạn phần sưu tầm này, này thì tiền nó sẽ tự động đưa vào đây nha mọi người nha và mi rút tối thiểu đây là hình như là năm giúp nha mọi người nha khi mọi người đủ năm rút thì đủ năm giúp ý mọi người phần rút tiền này đó mọi người phần uh, chọn lại số số tiền mọi người rút là một ghi số 5 vào tối thiểu số 5 nha thì mọi phần rút tiền thì nó sẽ tự động thanh toán cho mọi người, người nha mọi người nha rồi sang trang web thứ hai nha mọi người nha xong các trang web thứ hai có tên là giúp coi nha mọi người nha cũng là con này thì Uh, giao diện vẫn rất là ok nha mọi người nha có tương tự như con kia thôi uh, hai hãng nha mọi người nha đó thì đây là con này thì có lợi nhuận là 11 phần mỗi ngày nha mọi người nha thì do uh, running không ngày mới ra luôn nha mọi người nha thì uh, để chơi thì mọi người thì anh đầu tư tối thiểu đây là 50 giúp này và rút ra là năm giúp nha mọi người nha thì mọi người thì anh ghi tiếp tục là ghi để chỉ ví và thôi xong rồi ta vẫn phần để đến để ta đăng nhập vào thôi nha mọi người nha thì đây thì khi một người đăng nhập vào thì nó có sẽ có cho người tốc độ đào free như này và thu nhập hàng ngày của người là không phải hai rút nha mọi người nha thì để đầu tư tiếp thì một cái phần thúc dục ở trên này để ta tiến anh đầu tư vào nha. Thì bạn tên ghi tối thiểu là số tiền tối thiểu ở đây. Nếu một người đầu tư vào đây 100 giúp này, mỗi phần tiến hành này thì mỗi ngày thì một người sẽ nhận ngay là 11 giúp nha. Là lợi nhuận là 11 11% mỗi ngày nha mọi người nha. Rồi, sau khi một người gửi tiền vào nó bắt nó sẽ thông báo cho một người giao dịch thành công, mình sẽ quay trở lại phần buồng này thì mình đâu tiếp tục đầu tư đây là 25 giúp mình khá ít vốn nên mình sẽ đầu tư ít mình tí mình sẽ đầu tư nhiều thêm nha mọi người nha thì lợi nhận của mình sẽ là 2,99 2, giúp nha kèm theo tốc độ là free thì tiếp tục thôi bạn tiến hành vào phần sưu tầm này thì tiền nó sẽ tự động quay trở lại phần rút tiền này thì khi mà đủ năm giúp thì bạn phần rút tiền này thì bạn tiến nhập số tiền là năm giúp và chúng ta tiến hành rút tiền thôi thì tiền sẽ động thanh toán về ví nha mọi người nha thì trong web này nó còn phần thêm phần là lướt sóng nha mọi người nha mọi người, nha. Mọi người thể có nghĩa là mọi người sẽ lướt web nha mọi người nha khi lướt đủ tầm hai group thì mới có thể à, hai à, group ấy mọi người lướt sóng trên này mọi người lướt xem quảng cáo tầm 2 phút à hai đủ đủ min là hai group thì mới có thể rút tiền về nha mọi người nha thì mình nghĩ là bạn nào mà có vốn thì mình đầu tư vào đây tuy cho ta đầu tư nhỏ nhưng mà ta có lãi nha mọi người nha ta có thể đầu tư vào đây con này cũng tối thiểu tầm mọi người đầu tư an toàn nhất cho mình hai nghìn giúp đổ về nha thì clip mình xin dừng ở đây thôi hẹn gặp người sau nha ba hẹn gặp người